Đi câu ấy thì những cái nơi lạ mình đến thì những cái thông tin của anh em ở địa phương rất là quan trọng. Các bác vừa nói chuyện với tôi và phía bên trong góc cái hẻm núi gần cái bè cá đằng kia, phía trong đấy là có cá, còn phía khu ngoài thì rất là ít. Cho nên là những cái thông tin này rất là quan trọng. Cả một cái hồ rộng mênh mông như này mà đi lan man thì không biết bao giờ mà có cá, rất là dễ móm. Đi mất cả ngày luôn. Nhưng mà biết được thông tin như thế mình sẽ tới thẳng vị trí đấy luôn. Đây nó có cả mồi rích, có cả mồi đây, có con rích này, con rích em Việt tặng này. Đấy, con Sigada và con Orochi này. Đấy, và con TN này, và mồi thìa nữa này. Loại mồi thìa lượn. Ok, to nhỏ có hết và Sigada nhỏ. Đấy con này tôi nghĩ là sẽ rất con nhạy. Con này hay đấy, con này hay đấy. Sigada loại 8 gram. Địa hình đẹp quá chú ơi. Con này chắc chắn còn có chú sộp. Trong rộng như này là chú sộp và còn. Đúng rồi, ha, lên hàng rồi anh em. Thấy chứ? Ôi, hoàng đế to, hoàng đế to. Tuyệt vời, như vậy là đã có hàng rồi. Hoàn thành video này, tuyệt vời không? Con này con đực nhé, nó có cái gù ở đầu này. À, con hoàng đế rất đẹp. Rồi bây giờ thì thả vào đây.